Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Tahico. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ xin giới thiệu với các bạn một con máy. Thì đợt trước bên mình đã giới thiệu rồi, thì là con máy là T2002MG, máy cao áp nha các bạn, áp lực 153. Thì hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn về con máy này, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chuyên sâu hơn và cũng như là mình sẽ làm một clip test máy này để các bạn thấy áp suất của nó như thế nào nha. Thì hiện tại thì sau khi mà lắng nghe những cái ý kiến của các bạn về phản hồi về những con máy cao áp, thì kỹ thuật bên mình cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu để làm thêm một cái chế độ mới cho máy là chế độ bật từ xa. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chế độ luôn nha. Thì đây, sau khi nghiên cứu thì các anh kỹ thuật bên mình cũng đã làm ra cái chế độ này. Ở đây nó sẽ có ba anh mắt như các bạn thấy. Đây, thứ nhất là nấc này thì các bạn sẽ để mình điều khiển từ xa. Ở đây là mình tắt, và cái cuối cùng là mình điều khiển bằng tay, bằng cơ. Đây, ở đây tắt thì các bạn sẽ bắn sẽ không bắn được. Còn đây, đó. Chế độ dưới cũng vậy. Ở đây là mình bấm không được nha. Đây là sẽ là chế độ điều khiển từ xa, tùy theo là nhu cầu của bạn xài như thế nào nha các bạn. Đây thì ở đây trên túi mình hiện tại thì cũng đang có một cái đồ là bấm điều khiển từ xa nha các bạn. Đây thì các bạn có thể thấy cái đồ bấm này rất là tiện lợi và gọn gàng, khá đẹp đẽ nha. Nhìn nó liên tưởng vui thì có thể giống như một cái chiếc điều khiển khóa của ô tô. Thì với cái đồ bấm này thì các bạn có thể bấm khoảng cách từ xa là trên 30m nha, nên rất là ok cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh để chế độ đây để mình thử cho các bạn xem nha. Đây, các bạn xem. Đó. Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ thử cho các bạn xem về từ xa thì sẽ như thế nào nha. Mời các bạn theo mình nha. Thì hiện tại thì khoảng cách của đây của mình từ đây thì các bạn cũng có thể thấy nha. Quay máy giùm mình cái. Thì hiện tại thì bây giờ mình sẽ đứng ở đây thì khoảng cách cũng khoảng tầm trên 15m rồi, để mình thử cho các bạn xem nha. Thì về một tiệm mô tô thì từ xa ở đây cũng khá là xa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử nha. Đó, mình bật, bây giờ mình tắt nha. Đây. Rồi, bật nha các bạn. Và đây là tắt. Ok. Thì các bạn cũng có thể thấy là về cái chế độ từ xa của nó là khá là tốt nha các bạn. Về các tiệm rửa xe mà khi mình đi cái khoảng cách như vậy thì rất là ok rồi nha. Để cho những cái tiệm như là mình rửa về xe tải hoặc là như xe công thì mình sẽ thuận tiện hơn khi mà máy của mình không đi xa, mình đỡ mất công mà mình phải bật tắt lại nha các bạn. Thì bây giờ thì mình cũng sẽ test thử con máy này cho các bạn xem là khi mà mình đã thay đổi chế độ như vậy thì áp nó cũng có mạnh hay không nha. Tự nhiên nhiều các bạn chắc chắn là sẽ có những thắc mắc như vậy. Thì bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn xem nha. Mời các bạn theo mình. Rồi ok, thì bây giờ mình cũng sẽ test máy cũng như là cái dung dịch. Đây là dung dịch V65 bên mình nha các bạn, dung dịch mới luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Ok. Các bạn cũng thấy là cái lực phun ra cũng rất là ok nha các bạn. Nghĩa là nó không hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì tới cái áp suất nước, áp lực nước ra nha. Cũng như là các bạn có thấy phun dung dịch cũng khá là đều nha. Rồi ok, thì mình cũng đã xịt xong thì đơn giản thôi, mình cứ tắt ở đây thôi nha các bạn. Tại giờ khoảng cách thì nhiều khi máy xa mình không thể để tới. Ok, các bạn thấy nó sẽ hiện nút đỏ như này nha. Ok. Rồi mình cũng sẽ thử cho các bạn xem là khi mình đã tắt nha. Mở thì máy sẽ ra như vậy. Rồi tắt nha các bạn. Đây, không ra nữa nha. Chế độ tự ngắt này khá là ok nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ test lại áp lực nước cho các bạn xem nha các bạn. Vâng, bây giờ mình cũng mở thôi. Đó, các bạn có thể thấy áp lực nước vẫn rất là bình thường nha, cũng khá là mạnh nha. Cái này thì hiện tại là mình đang xài đầu bếp 15 độ phải 0 độ nha các bạn. Để các bạn xịt thì áp nó ra cũng rất là ok. Và mình cũng giải thích luôn là tại sao có một số khách thì lại hỏi là về cái trường hợp mà rửa xe cao áp mà nó vẫn không ra. Thì các bạn khi rửa thì các bạn để cái khoảng cách nó cũng đừng quá xa nha. Chứ các bạn xài cái bếp là 20, 15 độ này hoặc là 25 độ á,
thì để gần gần thôi, đừng để xa quá nha. Thì mình cũng test xong thì mình thấy là cái máy này xài về app là rất là ok, và thứ hai là cái số vòng quay của nó cũng chỉ bằng một nửa so với những con mà 2006 trước đây. Và thêm một cái chế độ tự ngắt này thì là quá hoàn hảo cho khi các bạn rửa những cái tiệm xe ô tô lớn hoặc là xe tải như các bạn. Thì các bạn có những cái thắc mắc hay những cái ý kiến nào đóng góp thì các bạn cũng thể comment bên dưới video, cũng như là các bạn gọi vào số hotline công ty hoặc là các bạn liên hệ vào trang web tahico.vn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.